Trời đang mưa và mình vẫn đang phóng vèo vèo tới nhà khách mọi người. Thực sự là thời tiết năm nay nó quá là khắc nghiệt luôn. Tháng chạp 30 ngày thì 27 ngày là mưa rồi đó. Qua tới ngày Tết thì được mùng 1, mùng 2 là nắng ấm, mùng 3 cho tới mùng 6 là mưa, còn lại thì nó lạnh như Noel mọi người. Và cái thời tiết này thực sự là mình cũng rất là làm biếng luôn, nhưng mà sợ mấy đứa nó đau nặng thêm á, nên là khách gọi mình cũng phi đến liền mọi người. Phi thẳng đến nhà khách luôn. Và đương nhiên là cái màn chào hỏi nhà nào cũng như nhà nào hết mọi người, một tràng tiếng sủa của mấy đứa ha. Cho nó sủa thoải mái xong mình rút ra kim tim là đứa nào rồi đấy, im thin thít ngon hiền như một con gấu bông luôn nha mọi người. Xong xuôi mình gặp hai nhóc này nằm trên cái ghế giám đốc cực kỳ là dễ thương luôn. Rồi sau đó mình quay trở về mình cưa bom cho cái nhóc này mọi người. Đây là cái nhóc chó Nhật, nó đẻ đứa con đầu tiên vào buổi tối mọi người. Sau đó từ đêm tới sáng thì nó không đẻ được nữa. Thì khi mà đem qua bên mình thì mình tiến hành mình mổ liền với những cái ca mà tầm khoảng 8 cho tới 10 tiếng đẻ khó mà đẻ không được á, phải tiến hành mổ luôn nha mọi người. Vì tỷ lệ chết cả mẹ lẫn con lúc đó là rất là cao luôn mọi người. Thì với những ca này thì mình vẫn ưu tiên là cứu được con mẹ trước. Nhưng mà cái ca mổ này thì mình cứu được cả mẹ lẫn con luôn mọi người. Mẹ tròn con vuông đón Tết khá là vui mọi người ha. Xong tới cái trường hợp mà mọi người hỏi mình rất là nhiều luôn, mà mình cũng gặp rất là nhiều trong cái mùa nắng mưa này nha mọi người. Đó là trường hợp cái nhóc đang bình thường nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy á thì lại liệt mất hai cái chân sau mọi người ha. Thì với những cái trường hợp này á, mọi người chỉ việc bổ sung hai thứ thôi mọi người. Một là canxi ha, cái thứ hai là tăng cường trao đổi chất nha. Là tầm khoảng 2 cho tới 3 hôm là nhóc sẽ đi lại mọi người. Còn mọi người muốn tư vấn về loại canxi hoặc là cái loại mà thuốc bổ tăng cường trao đổi chất thì mọi người có thể inbox thẳng qua Zalo của mình nha, để mình gửi thuốc qua cho mọi người ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một mùa xuân vui vẻ.